Mày chút tơ à? Còn 10 tơ này mày. À, rồi sáng chứ bạn mày chút tơ. Dạ, lại 60 anh à. 60 mà chưa có 10 tơ à? Dạ. Ở ngay bạn được mấy, ngay... Đắp cho cái 50 lẻ rồi. À, là bạn hãy cái này lấy tiếp chứ. Con cũng bên nghỉ anh à, cũng bạn được. À, dạ, bạc bì mua à? Dạ, mua. Có thấy đường không? Dạ, không. À. Em còn chờ anh à. Hả? À? Em vẫn chờ. Chờ tên Lộc rồi hả? Dạ, dạ, anh bạn cũng phải đợi. Đừng, đừng xích lui, chụp cái xe. Dạ, xin... dạ. Là nhà nhà anh ở mô. Dạ anh được ngoài thông số đi chỗ được đi chỗ cái chỗ đường cũng nghe đường trực tiếp quảng á hướng sơ mà ở hướng sơ à dạ. Khu vực mấy ở khu vực mấy dạ khu vực tổ bốn khu vực hai à ở khu vực hai đó tổ bốn khu vực hai anh ở khu vực hai đó dạ ừ. Và ba có vợ có con chứ không? Dạ không, anh gồm mô anh. Năm nay mấy rồi? Anh nói năm ba đây. Năm ba hả? Dạ. Bà đi bạn về số lâu chứ? Dạ, bạn lâu rồi anh. Bạn lâu rồi hả? Anh à. Bạn nói đi gần 20 năm rồi. À, bà đủ sống không? Đủ sống hả? Dạ, đủ sống hằng ngày. Nuôi thân thôi chứ, dạ. Ba mẹ đâu có ở với cha mẹ anh chị em chỉ đóng không? Bà già con rồi, bà già nó nghĩ tạm. À, ở với mẹ hả? Dạ. Ba vì anh chị em đóng không? Dạ, anh còn anh, người ông anh cực lắm anh à. À, anh ăn cực hả? Còn mình đi bạn về số. À, tại 20 năm đi đi bạn về số. Em đi gì đó, mình gặp anh thề. Nói chung lại à, nói chung lại, em làm lúc đầu có chân em đâu rồi. À, dạ. Còn có một tiền một tờ nữa là có bà già hưởng. À, là người lớn tuổi đó hả? Mẹ dạ. 80 hả? Dạ. Bà già nó người tạo một tầng xấu đó. À, những dạ. Người lớn tuổi đó. Dạ. Là. Cái tiền một tờ của bà nó khoảng là 1 triệu. À, cũng có tiền hỗ trợ cho mình rất lên. Tăng đợt đó. À. Dạ. Tiền nữa là rất tiêu đi. Cảm ơn cha cũng bán rồi đó. Giúp đỡ nuôi mẹ nữa hả? Dạ dạ giúp đỡ nuôi mẹ rồi đó. Ừ. Mai sau bọn mẹ chỉ cho cái tiền nó mới hưởng sau. Ồ dạ. Nói chung là hiện tại tiền đó là mình để cho mẹ dự là ăn uống đó hả? Con mình làm đi nuôi vợt nuôi sọc một thân bên đó. À. Đó, ăn uống đó ngắn. Từ nấu ai nấu ăn? Bây giờ ba à, con mẹ, nấu được. Mẹ ở nhà nấu nướng ăn. Dạ ba con đi chợ nấu được ba ăn. Dạ dạ dạ. À ba về chơi sống hai mẹ con trong nhà thôi. Dạ. Con anh là cùng anh ở riêng. Ở riêng mà cũng cực khổ hả? Dạ cực khổ anh. Cũng anh này là lơ đi làm bảo vệ ông đến. À. Thảo không được được đóng tiêu. À đi bảo vệ. Dạ. Nó chặt nước con nước cải ổn thôi chứ. Nhà tao có bày rửa là anh đó. Ôi trời ơi. Bày được bày con hả? Bày trong cửa là cái trong ba cửa rồi. Ừ. Anh tên chi? Em á. Dạ. Tên Quang. Anh Quang hả? Dạ. Của Huế. Quang hay là... Quang, của Huế á. Có mà Quang à? Dạ, dạ, Quang à, Đường. Tên Quang, à. Dạ. Là ở Hương Sơ, đi bảng dạ, về số 20 năm rồi, chứ dạ. Em mới gặp đây. Dạ. Cực khổ hay vất vả. Dạ, dạ. Từ nuôi bản thân ở nhà, mẹ có mẹ thêm 80 tuổi ở nhà nữa, mẹ đi chờ nấu ăn hai mẹ con nữa. Dạ, dạ. Ừ. Để em không mua số nhưng mà em có... 200.000 của chị Phương Jennifer ở Cali gửi tặng cho những người khó đây. Em dạ. Xin thay mặt chị Phương gửi tặng cho anh Quang nhá. Dạ. Dạ 200.000 đây. Rồi cảm ơn. Em gửi. Dạ. Chúc anh mạnh khỏe đi bạn dạ. Cho được nhiều số. Tôi chẳng anh, em tặng anh chúc cho anh hai số đi. Bây giờ không, em cảm ơn. Dạ, không, dạ, anh đừng có tặng dạ. Em anh mất tiền. Dạ rồi cảm ơn nghe. Dạ chúc anh mạnh khỏe. Dạ. Ngày mốt đi bạn 5-60 tơ thôi đó. Dạ. Chừng này là về. Dạ. Nếu là chưa con 10 tơ đúng không? Dạ. Ờ. À. Rồi cảm ơn nghe. Dạ. Dạ dạ. Bỏ tiền cẩn thận cả rết mất. Dạ dạ rồi. Ừ. Đi dạ, dạ. Bên đường là xe. À tại đường Nguyễn Trãi. Rồi giờ có người mua anh 50 mấy tuổi. Đi bạn về số. Lâu nay cũng gặp. Đi ra đường nhiều cũng gặp anh đi. Anh ấy cũng qua đây thăm nội mọi người tại đơn vị xã thì nội thăm đó đang thang thăm Huế vào giờ trưa đồng thời thăm hỏi bà con chia sẻ giúp đỡ những món quà của anh chị Phương Sắc và dạ. Còn mọi người đồng hành biển vui thăm Huế thăm bà con những thứ hai nha. À, gần với cầu Bình Lợi đó. Điện Nguyễn Trãi họ chờ Tây Lộc thì vào thăm hàng chợ giờ trưa thì chắc là
mà những cái gian hàng thức ăn thức uống bà con buôn bán phía sau chợ thì đông đúc. Ngày qua về cùng mà nặng 35-37 độ không à, chưa có hồi kết, thi thoảng bắt đầu xuất hiện cơn mưa rồi đó mọi người. Có cơn mưa giông ngày hôm trước cũng khá là mát cho bà con. Trời gian hàng máy o ngồi máy mặc sửa chữa trong chợ. Mùa thanh tra, rộ thanh tra, thủng thanh tra, bà con bày bạc khách nữa. Giờ có trời mưa ngày hôm trước nghe làm cho Huế cũng dịu đi. Hy vọng đợt này là nặng cũng không gắt lắm nữa, 35-37 độ. Mùa Vu Lan hôm nay cũng là ngày mùng 8 thôi, khoảng 7 năm Quý Mão mọi người âm lịch đó. Đó, chợ Tây Lộc mình là những hình ảnh không quen. Chợ Đô Cùng đây được gọi là chợ trời năm xưa đó. Buôn bán rất là nhiều mặt hàng. Mua cửa cũ, mua bán cửa ngõ tủ ngõ đồ cũ á. Đây có mặt hàng cũ kíp, quá trời hàng hóa luôn. Văn trà bưởi tháng 8 giảm tới bưởi, là mùa này là mùa chín bưởi đó. Bưởi thanh tra ở Huế rất là nhiều, vùng nổi tiếng như là thanh tra của Thủy Biêu, Nguyệt Biêu, rồi bưởi Hương Thọ, Đức Tra đó, và nhiều vùng trong bưởi trong thanh tra có tiếng. Mùa này là bắt đầu đi đâu cũng gặp thân ảnh bắt cái cây bưởi. Lúc này là 11 giờ trưa, nắng cũng khá là gắt, nhiệt 35 độ C đi trên đường, và dự báo ngày hôm nay là 37 độ C. Giờ đỉnh điểm thì cũng còn 12 giờ trưa là nóng lắm. Giờ này thì chắc buổi chiều là có mưa giống theo như dự báo. Tháng 7 nước dậy lên bờ, thấy họ lại gặp mưa đó. Đây, em vòng qua khu vực chợ bà con thăm xong rồi, chúng ta tiếp tục chạy ra vào đường Nguyễn Trãi. Có chợ chưa hàng khoảng bữa trưa là như vị đây, chưa phải đừng bỏng. 11 giờ bà con mình đang còn đi làm, đi chợ về.
trọng cho nghe he nặng gắt rồi cùng không lâu nữa đây đến mùa mưa sẽ về khắc nghiệt. Cái là Huế nó trời nóng mà nóng không nhà được dạ nặng quá gắt mọi người có 7, có 8, có 9, có 10 độ kéo dài cả tháng trời đoàn trong những cái đợt nặng gắt đợt ngắm đi thì như hay kéo dài nó khắc nghiệt chỗ đó. Em đang đưa bà con qua cái cầu đặc An Hòa và sau khi ra rồi Hà Nội ra cầu An Hòa cửa An Hòa ngang qua con sông. An Hòa đây đường đang tắt cùng gần nhau về những khu học chợ nội thành này có chợ Tây Lộc thì ta qua cửa An Hòa và ra đến đây thì có thêm chợ An Hòa nữa. Mùa này cũng là mùa lễ hội Điện Hòn Chén ngày 8, ngày 9, ngày 10 của năm tháng 7 năm Quý Mão. Bà con nào xa gần ai có tục thê câu thơ cũng thành màu thì chắc cũng đã biết khu vực miền Trung cũng như thành phố Huế có lễ hội Điện Hòn Chén cũng nhiều người nhiều nơi về đi hành lễ hành hương là mọi người dạ đây khu vực chợ chưa này à, giờ này là chợ cũng thưa vắng dân cả lô kiện ở Huế cũng bán đứng cả thâu đi bán. Mẹ tưởng mình mua cá, mẹ là mua cá đi cầu thị. À, nhìn thấy nằm. Hỗ trợ buổi trưa ở Huế. Ngày đầu thu quý hè. Bà con cũng làm lùng. Giao thương tất cả. Hỗ trợ như thế đây. Hy vọng mọi người cũng biết thêm Huế công em trong hành trình thăm Huế mỗi ngày. Đây cái kiệt của đường Đặng Tất sau khi đi vòng cực mặt trời đi vào nó ngọt kiệt mà như đường chỉnh bà con buôn bán làm ăn số bồ lắm. Giờ chiều mặt mẹ đây còn nhau một lần lên cũng như phục vụ đông khách lắm. Quảng Như Ý với dòng sông Bạch Yên. Ở trên kia là cầu An Hòa, đường quốc lộ 1A. Chào đi bộ đây. Đây là hình ảnh kia lô cốt năm xưa. Chiến tranh lịch sử để lại. Bên kia đường quốc lộ 1A cầu An Hòa cũng như một bên là cầu cái cầu đường sắt mình lên hướng đi vào Lý Nam Đế lên Kim Long này
tình An Hòa. Họ lê cùng chi mà khỏi dạy ảo. Mùa này là mùa thú tế của các làng quê. Đi về các làng quê thì hay bắt gặp những hình ảnh tế, thú tế của các làng đó mọi người. Hai cái lễ tế mùa xuân và mùa thu. Cầu an. Con sông Kẻ Vàng chạy đi dọc ra cầu Kim Long và con sông Hương này mọi người. Rất nhiều dòng sông bao bọc kinh thành Huế. Hy vọng những cái nằm trưa nay các bạn con ngang qua hỗ trợ chữ hè con sai dân cùng thầy thú vị khi xem. Em xin kết thúc video, hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo. Khi xem mọi người đừng quên nhấn like, đăng ký kênh để ủng hộ cho em nha. Em xin chân thành cảm ơn và chúc tất cả bà con mình luôn luôn vui khỏe, bình an. Em vui xin chào, hẹn gặp lại mọi người. Con nhau bá bến. Đây mới là con sông Bạch Yến, con sông Kẻ Vàng Bạch Yến. Trời ơi. Kim Long đây rồi.